giàu có cỡ nào mà thường làm 8 việc này sẽ khiến bạn mất sạch vượng khí. Dù có 100 tỷ thì cũng sẽ đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao tôi lúc nào cũng vất vả ngược xuôi, làm rất nhiều công việc khác nhau nhưng rồi cuối cùng đổi lại vẫn chỉ có hai bàn tay trắng hay chưa? Rõ ràng là bạn chịu thương chịu khó, không hề lười biếng, nhưng rồi cuối cùng thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Bạn điên cuồng đi tìm câu trả lời, nhưng rồi vẫn chưa thể giải đáp được cái nguyên nhân đó. Vậy thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về 8 việc thường làm khiến các bạn hao tổn về tài lộc. Cho dù có làm được tiền tỷ, rồi cuối cùng vẫn lâm vào tay trắng, thậm chí sức khỏe cũng bị giảm sút theo. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe để không phạm phải những cái sai lầm đáng tiếc này. 8 việc làm thường ngày khiến cho bạn hao tài tốn của, dù có được 100 tỷ thì vẫn trắng tay như thường. 1. Không nên cho người khác mượn giường của mình để ngủ. Rất nhiều người hiếu khách, khách đến nhà chơi vào buổi tối, giường không đủ thì mình ngủ dưới nền nhà cho người khác mượn giường để ngủ. Tuyệt đối không nên để cho khách ngủ trên giường của mình. Nếu như là người nhà thì đương nhiên là không ngại. Nhưng nếu là người không cùng huyết thống mà ở phòng ngủ lại ngủ trên giường của bạn, thậm chí lại cho nữ nhân ngủ chung với nam nhân bên nhau, lại cùng ở trên giường của bạn, cái việc này chắc chắn sẽ dẫn đến cái vận thế của bạn sẽ bị đi xuống. Cũng giống như vậy, không nên cho người khác mượn đồ lót của mình. Hãy nhớ đừng bao giờ cho người khác mượn giường của mình để ngủ. 2. Đừng để tiền bạc lung tung vương vãi trong nhà. Có một thói quen xấu mà nhiều người mắc phải, đó là hay để tiền lung tung trong nhà. Mọi người thường nghĩ nhà không có người lạ nên tiện đâu thì để đấy. Về phong thủy thì cái điều này là một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Muốn tài vận tốt thì tiền phải được tập trung lại một chỗ thì mới được tụ cái tài khí. Để tiền lung tung chính là cái sai lầm phân tán cái tài khí của gia đình nhà mình. Nhiều khi mua bán có lúc thì có tiền thừa quá ít nên là hay có thói quen là không lấy lại. Có thể giá trị về cái mặt trao đổi nó không đáng là bao nhiêu, nhưng về phong thủy thì rất là quan trọng. Dù là tiền lẻ nhưng nó là tiền của mình. Nếu tiền của mình mà mình không thu về, có nghĩa là mang tài vận về tay người khác. Mặt khác, bạn cũng không nên đặt tiền ở dưới gầm giường. Có không ít người cho rằng việc đặt tiền ở dưới gầm giường là cái cách cất giữ tài sản bí mật và khéo léo. Tuy nhiên, theo phong thủy thì cách làm này chưa thực sự được gì được hợp lý. Bởi lẽ, giường ngủ được xem là nơi xây dựng và gắn bó, bồi dưỡng tình cảm, tạo nên sự thân thiết trong các mối quan hệ giữa vợ chồng. Do vậy, gia chủ nên tránh đặt tiền hoặc là hộp đựng tiền ở dưới gầm giường. Nếu dưới gầm giường có sự xuất hiện của tiền bạc, có thể gây đảo lộn cái cuộc sống của gia đình. Vợ chồng thường xuyên xung đột, cãi vã, thậm chí vợ chồng có thể ly hôn nếu mở quá nhiều của cải tiền bạc ở dưới gầm giường. Thứ ba, thưởng trà vào ban đêm ngon mà xung khí. Mặc dù rất nhiều người thường có thói quen nhâm nhi tách trà vào buổi tối mà không biết rằng đây là cái điều cấm kỵ theo phong thủy, vì có thể làm hại đến cái vận khí tốt của mình. Theo đó, ngũ hành của trà ấy là thuộc mộc, đại diện cho sức sống, cho trường khí tích cực. Trong khi đó, về ban đêm lại thuộc trường khí là trầm ổn và gì cần chậm rãi và tĩnh lặng. Vì thế, khi hai trường khí này gặp nhau sẽ dẫn đến tình trạng là xung khí, không tốt cho sức khỏe cũng như là cái vận thế của gia chủ, của người thường trà. Thứ bốn là không nên tùy tiện di chuyển cốc phong thủy trong nhà. Thưa quý vị, trong phong thủy thì cốc lượng tiền được gọi là thiềm thừ, là một linh vật tượng trưng rất được ưa chuộng để cầu tài lộc. Theo kinh nghiệm phong thủy học, thiềm thừ không có nhân tính nên khi khai quang ấy, tốt nhất nên có một mình gia chủ ở đó. Sau khi khai quang thì cốc ngậm tiền thấy ai đầu tiên thì sẽ mãi mãi phù hộ cho người đó. Có nhiều gia đình hay trưng bày cốc ngậm tiền ở bàn, bàn thờ thổ địa thần tài. Ban ngày thì cho cốc hướng ra ngoài, đến tối thì cho cốc hướng vào trong nhà. Tuy nhiên, đó là một cái sai lầm trong phong thủy để xua đuổi cái tài vận. Vì những cái linh vật khi mà đã được trưng bày thì không nên động chạm. Cốc tiềm thử khi đã khai quang và được đặt trên bàn thờ là cốc đã được an vị ở một nơi rồi, không nên quay đi quay lại nhiều lần theo một hướng. Cách tốt nhất và đúng nhất là đặt cốc hướng vào phía trong nhà, hướng vào bàn thờ thần tài thổ địa, tượng trưng cho việc cốc mang cái tài lộc nhảy vào trong nhà. Ngoài ra,
cũng có thể đặt cóc ngậm tiền ở dưới gầm bàn làm việc, gầm ghế, trong tủ hoặc là gì, ở trên két sắt. Với đầu hướng vào bên trong, lưng để quay ra bên ngoài. Một số vị trí cực kỳ kiêng kỵ đặt cóc ngậm tiền đó là trong phòng bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh v.v. Nếu đặt ở những cái nơi vị trí này thì thay vì mang tài lộc đến thì cóc sẽ trở nên hung dữ hơn và mang lại cái vận khí rồi tàn phá cái năng lượng tốt đẹp của gia chủ. Thứ năm, cửa sổ nhìn thấy dấu hiệu chữ thập ở bên ngoài là dấu hiệu cực xấu. Khi bố trí cửa sổ cũng cần phải tránh cửa sổ ở cái vị trí này. Theo phong thủy, cửa sổ nếu mà đối diện hoặc nhìn thấy cái dấu hiệu chữ thập, tức là cây thánh giá, thì sẽ gì ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của con người. Bởi vì cái dấu hiệu chữ thập đại diện cho cái tôn giáo, bệnh viện và là cái dấu hiệu thuộc về cái linh hồn của ma quỷ trong phong thủy. Nó có thể tác động rất nhiều đến cái sức khỏe của cá nhân, dễ kích động cái mặt phản diện và cái hành vi sai trái dẫn đến khó khăn trong cái vấn đề về tài chính. Thứ sáu là dao kéo cùng những vật sắc nhọn thì không nên đặt trong phòng ngủ. Quý vị thân mến, dao kéo là những vật sắc nhọn làm bằng kim loại nên là cái sát khí của nó rất nặng. Đặt chúng ở gầm giường hoặc trong phòng ngủ sẽ khiến cho gia chủ khi ngủ sẽ gì ban đêm dễ bị đau đầu hay là mơ linh tinh, thậm chí là bị thương nếu như vô ý đụng vào chúng. Đầu giường mà có những cái đồ vật này thì sẽ khiến cho gia chủ khó ngủ và ngủ không yên giấc. Còn đối với chuyện vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng vẫn cãi vã nhau thường xuyên, những vật này tượng trưng cho cái tà khí, mang lại cái điềm báo về cái sự chết chóc và tang tóc. Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng kiếm thì thường mang theo bên mình cái sát khí rất nặng, nên là nếu để ở đầu giường thì bạn có thể bị nặng đầu, chóng mặt và đôi khi sẽ gặp ác mộng khi ngủ. Chúng sẽ khiến cho bạn luôn gặp cái áp lực trong công việc, ảnh hưởng đến cái mối quan hệ, đặc biệt là trong đời sống hôn nhân. Vì một người luôn đằng đằng sát khí thì chẳng thể nào nhẹ nhàng và tình cảm với bạn đời của mình được. Thứ bảy, không để rác ở trước nhà. Quý vị thân mến, người xưa cho rằng cửa chính là cái lối vào để đón thần tài vào nhà. Cái việc để những thứ không sạch sẽ, có tính sát khí như là rác thải trước nhà sẽ gây nhiễu, làm ảnh hưởng tới cái luồng khí, ảnh hưởng đến cái vận may của gia đình. Đôi khi, cửa được xây dựng ở cái vị trí tốt, hợp phong thủy, nhưng vì cái túi rác mà mọi thứ bị đảo lộn không theo ý muốn. Công việc, cuộc sống thì gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Bởi vậy, tốt nhất là nên vứt rác đi, không được để chúng trước cửa, để giữ vệ sinh sạch sẽ và cũng để không phạm phải những cái đại kỵ trong phong thủy. Trong phong thủy thì rác rưởi là những thứ tạo nên rất nhiều cái nguồn năng lượng xấu, có thể ngăn chặn những cái luồng khí tốt đi vào nhà của chúng ta. Chính vì thế, những điều không may này sẽ thường xuyên xảy ra. Vì vậy, nên đặt thùng rác ở xa cổng để không làm ảnh hưởng đến cái vận khí tốt đi vào nhà. Hơn nữa, cái mùi hôi khó chịu từ rác thải có thể gây ra những cái ấn tượng không tốt khi có người khách đến chơi nhà. Họ đứng đợi ở trước cổng nhà và vô tình hít phải những cái mùi hôi nồng nặc từ cái thùng rác nó bay ra thì nó sẽ gì khiến cho người khách đó cảm thấy vô cùng là khó chịu. Thứ 8, đừng để thảm bẩn trước cửa nhà. Rất nhiều hộ gia đình có thói quen đặt một tấm thảm để chùi chân ngay trước cửa nhà để thay giày thay dép, không làm bẩn cái nền nhà ở phía bên trong. Nhưng bạn cần lưu ý rằng tuyệt đối không được để thảm bẩn mà phải thường xuyên giặt giũ thật sạch sẽ, sau đó trải thảm tại lại vị trí cũ. Theo phong thủy thì thảm là một trong những cái vật dụng có thể ngăn chặn được những cái luồng khí xấu đi vào nhà. Do vậy, cần phải giữ chúng thật sạch sẽ để không phản tác dụng. Quý vị thân mến, có những người làm việc cả ngày lẫn đêm, làm rất nhiều nghề để kiếm sống, làm bất cứ ở nơi đâu và làm mọi lúc mọi nơi. Vậy mà tổng kết lại, họ vẫn nghèo khó đủ đường. Còn trong khi đó, những người khác lại vô tư đi chơi, đi du lịch, đi mua sắm thì lại có rất nhiều tiền mà họ lại càng ngày càng trở nên giàu có. Tại sao lại có chuyện như vậy? Điều gì đã tạo ra cái sự khác biệt quá lớn giữa những người giàu có và những kẻ bần hàn chẳng ai đoán trước được cái tương lai? Nhưng nếu bạn đang phạm phải những cái dấu hiệu dưới đây thì bạn nên suy xét lại, vì con đường làm giàu của bạn đang ở khá là xa. 10 thói quen khiến bạn làm mãi không giàu lên được. 1 là bạn lấy lời khuyên từ những người không thành công. Đừng quên rằng bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất trong cuộc sống. Vậy nên, nếu mà 4 người bạn thân thiết của bạn đều là người nghèo, bạn sẽ là người nghèo thứ 5.
Thưa quý vị, các mối quan hệ sẽ xác định bạn là ai. Chúng giúp bạn khám phá được cái tiềm năng của mình hoặc ngược lại cản trở bạn. Hãy tìm kiếm những cái người mà mình muốn giống họ. Sau đó hãy hành động như thể họ đang theo dõi bạn. Nên tìm một người cố vấn và thêm họ vào nhóm 5 người bạn của mình. Thứ hai là luôn sợ mình sẽ thất bại. Thưa quý vị, không ai muốn mình thất bại, nhưng đó là cái sự khác biệt giữa những người giàu và những người nghèo. Đấy. Là một cái sự khác biệt giữa những người đeo đuổi cái mục tiêu của mình và những người từ chối cái thử nghiệm. Cái sự sợ hãi là một cái cơ chế tự nhiên chống đối lại những cái điều mà bản thân không kiểm soát được. Nhưng nó không giống với cái nỗi sợ hãi trước sinh tử. Thất bại này chỉ có ý nghĩa là bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu như bạn quá sợ hãi thất bại thì chúng sẽ ngăn cản bạn cố gắng để đi đến thành công. Thứ ba là quá tin tưởng vào cái số phận. Thưa quý vị, cuộc sống của bạn không bao giờ phụ thuộc vào cái việc bạn mặc váy đỏ hay là váy màu xanh. Khi đi đứng trước những cái quyết định quan trọng thì người giàu thường lựa chọn cái quyết định của mình, trong khi 90% người nghèo đổ lỗi cho cái số phận và những yếu tố mà họ không kiểm soát được. Và để cải thiện cái vận mệnh thì họ lại đầu tư vào những chiếc vé số thay vì đầu tư vào giáo dục và trau dồi những cái kiến thức cho bản thân. Thứ bốn là ăn cơm nhai chóp chép. Quý vị thân mến, ăn cơm nhai chóp chép với một số người thì đây là cái thói quen từ nhỏ. Có người thích thú vì cái cảm giác họ ăn rất ngon miệng, nhưng cũng có những người thì không thích vì cho rằng cái điều đó thật bất lịch sự. Và thật không may mắn là thần tài cũng không thích cái điều này. Cái miệng thì tượng trưng cho tài khố của bản mệnh. Mỗi lần nhai cơm mà phát ra cái âm thanh không hay như cố ý tiếp chuyện thần tài thì thần tài sẽ chẳng bao giờ đến. Thứ năm là khạc nhổ bừa bãi. Thưa quý vị, từ xa xưa có truyền thuyết kể lại rằng có một vị tiểu thư thích cắn hạt dưa, ngày cắn, đêm cắn, đúng không ạ? Kết quả là vào một ngày nàng nằm liệt giường mà các thầy thuốc không tìm ra được cái nguyên nhân. Sau đó có một vị đạo sĩ nhìn qua sắc mặt của tiểu thư mà phán rằng do nàng cắn quá nhiều hạt dưa làm hao phí nhiều cái nước miếng, nguyên khí bị tổn hại nặng nề. Đạo sĩ đã mang vỏ dưa mà tiểu thư đó cắn trước đó đổ ra sông thì quả nhiên tiểu thư bình phục bình thường. Quý vị thân mến, nước miếng cũng như là cái nguyên khí cũng cần phải dưỡng. Thường xuyên nhổ nước bọt là cái điểm báo mất mát về tiền của, tài vận thì đương nhiên cũng được không được tốt. Thứ sáu, tiêu những đồng tiền bất chính. Thưa quý vị, trên đời này có ai không thích tiền, nhưng mà kiếm tiền hay là tiêu tiền ấy cũng phải có nguyên tắc, có lương tâm và biết giữ cái bổn phận. Đồng tiền bất nghĩa thì không thể kiếm, lại càng không thể tiêu. Phật Pháp dạy rằng nếu bạn cố kiếm, cố tiêu cái loại tiền bất nghĩa này thì tiền tài và cái vận khí may mắn của bạn sớm muộn thì cũng sẽ có ngày biến mất. Dù ít hay nhiều thì cũng đừng bán rẻ cái lương tâm của mình để đổi lấy cái vật chất, rồi cả ngày lại phải sống trong nơm nớp lo sợ. Thứ bảy, dùng đồng tiền không phải của mình. Mặc dù không phải là tiền bất nghĩa, nhưng mà cầm tiền của những người khác thì cũng không nên tiêu. Bất kể đó là tiền của bố mẹ, của anh chị, của bạn bè, anh em v.v. Khi những người đó đưa bạn giữ tiền, tức là gì? Họ tin tưởng bạn. Đừng vì cái lợi ích nhất thời mà bạn đánh mất đi cái niềm tin vô giá, cũng là đánh mất cái nhân phẩm và cái bản tính lương thiện của mình. Không phải đồ của bạn thì đừng dùng. Tiền cần phải tiêu một cách yên tâm, chứ không phải là vừa tiêu vừa lo lắng. Thứ 8, cờ bạc là bác thằng bần. Chẳng có cách nào làm giàu nhanh được đâu. Thành công tài chính thì cũng cần phải có thời gian để học hỏi và sáng tạo, cũng như là nỗ lực không ngừng. Nhưng những người đánh bạc thì đều cho rằng đây là cái lối tắt để thành công. Thưa quý vị, Thomas Olay, tác giả của cuốn sách Thay đổi thói quen, thay đổi cuộc đời cho biết, trong nghiên cứu của mình, ông nhận thấy 52% những người nghèo thường cá cược thể thao ít nhất một lần trong một tuần. Và 77% trong số đó thì họ chơi xổ số. Ngược lại, 84% người giàu thì không cá độ và 94% người không mua vé số. Triệu phú tự thân thì không theo đuổi cái mô hình làm giàu nhanh. Thay vào đó, họ có cái thói quen theo đuổi cái ước mơ và cái mục tiêu của mình. Thứ 9, luôn cau mày và nhăn nhó. Quý vị thân mến, lông mày thể hiện cái ý nghĩa của một con người. Người thường xuyên cau mày thể hiện cái bản chất luôn có những cái điều phiền muộn. Nỗi buồn của bản mệnh
không chỉ thể hiện trên cả gương mặt mà thể hiện trên cả thân thể, mang lại cho người đối diện cái cảm giác là không tốt. Nhân duyên cũng gặp trắc trở và khó gặp được vị ý trung nhân do duyên kém. Cái việc kinh doanh thì cũng không được gì bền vững, sự nghiệp thì khó có thể đi lên, tiền bạc cũng khó có thể kiếm lại được. Thứ 10 là xỉa răng không che miệng. Thưa quý vị, nhiều người cảm thấy phiền toái khi mà xỉa răng cứ phải lấy một tay che miệng lại. Thật ra khi xỉa răng mà chúng ta không lấy tay che miệng lại là một cái thói quen không tốt, cũng như cái việc ngáp mà không che miệng. Điều này nó thể hiện cái người này thì không có cái khả năng bảo vệ chính bản thân của mình. Cái miệng là tượng trưng cho tài khố mở ra mà không có gì ngăn cản thì đồng nghĩa với việc là thần tài cũng sẽ rời đi luôn. Thưa quý vị, vậy là trong chương trình ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thói quen xấu, những cái hành động xấu và những cái suy nghĩ có thể khiến bạn nghèo khổ mãi mãi cả đời. Nếu muốn bản thân mình có thể thành công giàu có, các bạn hãy sửa đổi ngay từ bây giờ. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi cũng sẽ giúp ích phần nào cho quý vị khán giả đã tìm hiểu thêm được những cái thông tin ý nghĩa để giúp mình có thể vươn đến thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Cách bài trí hũ tài lộc trên bàn thờ kích hoạt sự giàu có, may mắn, đem đến tài vận liên tiếp cho gia đình. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, từ lâu ấy, cái việc thờ cúng tổ tiên, ông bà đã trở thành một cái phong tục, là một cái chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc làm người, đồng thời là một cái phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Dân Việt thường trọng lễ nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ và có hiếu với ông bà, với tổ tiên, với nguồn gốc của những người đã sinh ra mình. Đặc trưng của văn hóa nông nghiệp cũng được thể hiện qua cái bàn thờ tổ tiên. Ngoài những cái vật phẩm quan trọng trên bàn thờ như là đỉnh đồng này, hạc này, bát hương này, đĩa bồng này, đèn, hoa, vân vân, thì chúng ta còn thấy trên cái bàn thờ có ba cái hũ đựng nước, gạo và muối, hay còn được gọi là gì? Là hũ tài lộc. Nếu mà quý vị đặt đúng và làm đúng cái việc này thì trên bàn thờ sẽ tăng cường cái vượng khí và mang lại cái may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Hũ gạo, muối, nước còn được gọi là hũ tài lộc. Đó là một trong những cái vật phẩm quan trọng không thể thiếu trong cái bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình, giúp mang đến nhiều cái ý nghĩa may mắn, tiền tài và danh vọng. Nhưng không phải ai cũng biết về cách đặt ba cái hũ tài lộc này, đúng không? Ba hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ ở vị trí nào cho đúng, cho chuẩn. Sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, với cái đạo lý uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp mang cái giá trị nhân văn sâu sắc về đạo đức, về lối sống và ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Điều đó nó càng được thể hiện rõ qua cái lòng biết ơn, cái sự hiếu kính của con cháu với ông bà tổ tiên, với cha mẹ. Và cái phong tục thờ cúng gia tiên ấy, của toàn dân tộc ấy, nó cũng bắt nguồn từ đó. Mỗi một món đồ thờ cúng thì đều mang trong mình một cái ý nghĩa riêng và có quy tắc sắp xếp nhất định, không thể tùy tiện đặt đâu bày đó được. Đôi khi lỡ mà phạm phải những đại kỵ trong tâm linh thì cũng mang lại cái hung họa cho gia đình. Vậy thì trong đó, cái hũ nước, gạo, muối là một trong những cái vật phẩm quan trọng và không thể thiếu trong mỗi bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình, mang đến nhiều ý nghĩa may mắn, tiền tài cho gia chủ, được gọi là hũ tài lộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đặt ba cái hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ đúng và chuẩn phong thủy. Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về cách đặt ba hũ nước, gạo, muối như thế nào để thâu thu thêm cái may mắn, tài lộc và bình an trên cho gia chủ. Thưa quý vị, đầu tiên ấy, về cái bố cục sắp xếp bàn thờ gia tiên ấy, thì ở phía trên cao nhất thường là cái ngai thờ, đúng không? Cái ngai thờ, sau đó đến gì, đến cái đỉnh đồng và hạc, tiếp theo là đến bát hương đó, và tiếp theo nữa là gì, chúng ta sẽ có những cái đĩa bồng, có chén nước, có cái hũ tài lộc, vân vân đó.
thì bát hương cũng là một cái phần cực kỳ quan trọng, là một cái bộ phận không thể thiếu, là nơi kết nối tâm linh giữa người âm và người dương thông qua cái làn khói hương nghi ngút đó. Và quý vị biết ấy, thì trong cái thời gian từ nay đến Tết, đúng không ạ, bây giờ đã là tháng 11 rồi, từ giờ đến Tết thì cũng còn gì là một cái thời điểm để chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương và lau dọn bàn thờ rất là tốt đó. Vậy nên là trong quá trình từ giờ đến Tết ấy, quý vị muốn lau dọn bát hương và gì lau dọn bàn thờ ấy, và bốc lại bát hương ấy, thì quý vị hãy chọn ra những ngày thích hợp để quý vị làm đó. Và đặc biệt khi bốc lại bát hương, quý vị hãy kiểm tra xem trong bát hương nhà mình có cốt hay không. Cốt là, tức là cái cốt thất bảo đấy. Cốt thất bảo là một cái vật phẩm phong thủy chuyên để gì, để nạp cốt cho bát hương. Khi mà cái cốt thất bảo nó được nạp vào bát hương thì nó mới mang lại cái linh khí, mang lại lưu giữ được cái lời nguyện cầu, cũng như là gì, lưu giữ được những cái tâm nguyện và gì, giúp cho gia chủ, gia tiên có thể là nhận được những cái lời thỉnh cầu của con cháu đó. À, vậy nên là gì, khi mà không có thất bảo thì bát hương nó sẽ bị trống, đúng không ạ, vì và nhìn vào nó sẽ không có linh khí, không linh khí, và khi thắp hương thì các cụ cũng ít hiển linh về đó. Vậy nên là gì, trong bát hương ấy thì phải có cốt thất bảo nhé, quý vị nhớ nhé. À, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái cốt thất bảo nhé. À, cốt thất bảo đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mà thỉnh cốt thất bảo ấy, quý vị sẽ được xem, sẽ được xem miễn phí về ngày bốc bát hương, ngày lau dọn bàn thờ, cũng như là ngày bốc bát hương, bốc lại bát hương, để cho mọi việc nó tiến hành được một cách suôn sẻ, may mắn và bình an. À, sẽ chọn được những ngày hợp tuổi hợp mệnh với gia chủ, để không nhất thiết phải là ngày 23 tháng chạp, mà sẽ có những ngày tốt để cho quý vị làm cái việc này đó. Thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái cốt thất bảo nhé. Bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý này, có cái gói gọn vàng thần tài thì cũng là một trong những vật phẩm để nạp tài cho bát hương, cho bàn thờ. Thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 để thỉnh cái gạo vàng thần tài. Chúng ta có thể giáp vào bát hương ngày mùng 10, ngày mùng 1 và ngày rằm, đặc biệt là ngày vía thần tài. Nếu nhà ai mà đang thờ thần tài ấy, thì quý vị có thể sử dụng một cái gói này để gì, để rắc vào cái bát hương thần tài trong ngày mùng 1, ngày 15 và ngày mùng 10 là ngày vía thần tài đấy. À, thưa quý vị, thì đầu tiên trước khi tìm hiểu về cái vị trí đặt cái hũ tài lộc ở chỗ nào trên bàn thờ để được may mắn bình an và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu qua về cái ý nghĩa của ba hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ gia tiên. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong văn hóa của người Việt thì chết không phải là hết. Những người đã khuất vẫn còn một cái cuộc sống mới ở cái thế giới bên kia, dưới một cái hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. À, chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với những người đã khuất ở nơi suối vàng ấy, thì con cháu sẽ dâng lễ vật hàng ngày đầy đủ như là tiền tệ, vàng, bạc, gạo, muối, vân vân, để cùng những cái mâm lễ vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết Dỗ Chạp. À, trong cái bộ đồ thờ cúng đầy đủ ấy, thì không thể thiếu cái hũ đựng nước, gạo, muối, hay còn được gọi là gì, gọi là đài thờ, hay là chóe thờ, hay còn được gọi là gì, là hũ tài lộc. Cái sự xuất hiện của ba hũ nước, gạo, muối này trên bàn thờ gia tiên ấy, là cái điều tất nhiên và bắt buộc phải có. Nước, gạo, muối là ba loại thực phẩm cần thiết, không thể thiếu được trong cái cuộc sống hàng ngày của con người. Vì vậy, việc đặt ba cái hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ với cái ý nghĩa là mong cho ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng ấy, luôn ấm no đầy đủ, đồng thời thể hiện được cái tấm lòng thành kính, biết ơn của gia chủ đối với những người đã khuất. Mỗi một cái hũ sẽ đựng một thứ khác nhau, một hũ đựng gạo, một hũ đựng muối và một hũ đựng nước. Cùng với đó là những cái ý nghĩa đặc trưng riêng biệt của từng hũ trên bàn thờ. À, khi mà quý vị chọn được đúng và gì, làm đúng làm đủ thì sẽ thu hút được cái may mắn tài lộc và ông bà sẽ hiển linh ban lộc cho con cháu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của hũ gạo trên bàn thờ. À, thưa quý vị, nói chung ấy, gạo thì được coi là hạt ngọc của trời. Gạo là loại thực phẩm thiết yếu trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ ngàn đời nay thì đây là cái loại lương thực để nuôi sống con người. Lúa gạo là của cải, là cái cảnh sung túc do trời ban và là cái sự gì tinh khiết nguyên sơ. Trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam ấy, thì có thể thiếu những thức ăn ngon khác
nhưng mà không thể thiếu được hạt cơm dẻo, ngọt bùi từ gạo. Hơn nữa, Việt Nam còn được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh lúa nước. Đặt cái hũ tài lộc, đặt cái ché thờ đựng gạo là một cách thể hiện cái tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với các vị thần đã ban cho chúng ta những cái hạt ngọc quý giá của trời. Chính vì thế, hũ gạo được đặt trên ban thờ là cái biểu tượng cho cái sự lòng biết ơn của con người đối với ông bà tổ tiên và các vị thần linh, cũng như để gửi gắm cái lời nguyện cầu làm ăn phát đạt, có của ăn của để cho gia chủ. Hũ gạo là cái vật phẩm hầu như nhà nào cũng có. Hũ gạo và tủ lạnh, thì tủ thì đựng thực phẩm, là nơi mà con người cất giữ cái đồ đạc. Hũ gạo đôi khi không chỉ còn có công dụng đơn thuần là đựng gạo nữa. Với người phương Đông ấy, thì quen ăn cơm gạo, thì hũ gạo còn mang cái ý nghĩa là cái kho lương trong nhà, là nơi lưu trữ, tích tụ cái tài lộc. Nhiều gia đình ngày nay không mấy khi nổi lửa, thậm chí còn đến hũ gạo cũng không có trong nhà. Khi nào nấu ăn thì lại mua túi gạo rồi tiện đâu thì để đó. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy ấy, thì tùy tiện đặt gạo trong nhà một cách là vô kỷ luật như vậy ấy, thì sẽ không hề tốt cho cái vấn đề về tài lộc của gia chủ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong phong thủy thì cái thuyết phong thủy cho rằng hũ gạo là cái vật chứa gạo, nó có ngũ hành là thuộc thổ. Chính vì thế mà cái hũ gạo nên đặt ở cái phương vị thổ là tốt nhất, tức là đặt ở phía tây nam hoặc là đông bắc trong nhà. Ngũ hành của phía đông bắc là thuộc thổ đúng không ạ? Và cái ngũ hành phía đông ấy, thì là nó thuộc mộc, thì mộc khắc thổ. Vậy nên là phía đông nam và phía đông thì chúng ta không nên đặt, bởi nó là nơi mộc khí nó vượng. Đấy, mộc thì khắc thổ, dễ khiến cho tiền bạc bị hư hao và vận may thì nó bị tan biến. Hũ gạo cũng giống như là cái kho bạc của gia chủ. Các bạn không nên để cái hũ gạo ở cái nơi dễ nhìn. Người ngoài vào nhìn vào mà thấy ngay ấy, thì là không tốt. Nên đặt ở một góc khuất nào đó và thoáng cái tầm mắt. Đó là hũ gạo đúng không ạ? Và hũ gạo, gạo là một cái vật phẩm mà chúng ta cũng dùng rất nhiều trong việc thờ cúng. Đấy, quý vị thấy là khi chúng ta tiến hành các nghi lễ cúng bái như ngày rằm ngày mùng 1, hoặc là những ngày lễ quan trọng lập bàn thờ hay là bốc bát hương, hay là những nghi lễ thờ cúng động thổ khai trương hay là làm gì đó, thì chúng ta cũng cần như là có một cái đĩa đựng gạo và muối. Thì đó cũng là một cách để thể hiện cái tấm lòng thành kính. Đó, đó là gạo nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét về ý nghĩa của hũ muối trên ban thờ. Thưa quý vị, ông bà xưa có quan niệm là gì? Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Muối đối với đời sống vật chất là một khoáng sản, là một tài sản quý giá đối với con người, là cái gia vị không thể thiếu trong cái cuộc sống hàng ngày. Đối với đời sống tâm linh thì muối có tác dụng giải sát cho gì cho con người, còn tượng trưng cho cái ý chí mạnh mẽ, kiên cường và trong sáng. Vì thế, việc đặt hũ muối trên bàn thờ với cái mong muốn là sẽ có một cái cuộc sống ấm no, vững chắc và thịnh vượng. Theo quan niệm dân gian thì muối còn giúp chúng ta xua đuổi cái vận xui và đem lại may mắn đến cho gia chủ, đúng không ạ? Và cái những ngày mà chúng ta gặp đen đủi ấy, thì chúng ta thường cầm một nắm muối đúng không ạ? Cầm tay phải ném qua vai trái để gì? Để giải xui. Đấy, người ta thường làm như vậy. Thưa quý vị, cái thời điểm mùng 1 Tết thì ngày đầu tiên của năm mới chính là cái lúc mà các gia đình cần đổ bỏ hết những cái tà khí và của quá khứ ấy, để hướng đến một cái tương lai tốt đẹp. Trong ngày mùng 1 Tết thì gia chủ có thể rắc muối ở gì? Ở từng phòng, hoặc là ở trước cửa nhà để xua đi tà khí, để giải xui, đón cái vận may về nhà. Thì ngoài ra ấy, cầm một nắm muối ném qua vai trái thì cũng là một cái cách để quý vị giải xui. Đó, quý vị đừng có ném ra qua vai phải nhé, ném qua vai phải là sẽ gì, gặp xui gấp đôi đấy. Sau khi cả nhà đều được gì thanh lọc sạch sẽ là cái lúc để chuẩn bị bát nước muối phong thủy để xua đi tà khí và gì cũng là gì đón một năm mới được may mắn và bình an. Thì sau đây là cách làm cái bát nước muối phong thủy này. Thì đầu tiên cho muối vào đầy 3/4 cái bát hoặc là cái ly thủy tinh, rồi đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào cái bát. Quý vị chú ý nhé, cái mặt dương là cái mặt có chữ ấy, quý vị để nổi lên nhé, và mặt có hình thì để úp xuống. Sau đó chúng ta cho nước từ từ và đặt bát lên một cái miếng vải lót. Đặt bát nước muối ở vị trí thích hợp. Trong suốt một năm sau gia chủ ấy, nên nói chung là không được che miệng bát, để yên lặng một chỗ cùng một vị trí, không được xê dịch hay là động chạm. Nếu bị xê dịch chuyển ấy, thì cái năng lượng tích tụ tiêu cực nó
nó sẽ gì sẽ bị phá vỡ. Cho đến tận cuối năm ấy, thì các bạn hãy đổ bát nước muối đi và bỏ đồng xu đi. Đó. Như vậy là gì? Cách làm đó là để quý vị là gì? Có thể thâu thu thêm cái tài lộc, may mắn. Đó là gọi là gì? Hãy làm hũ muối tài lộc. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến ý nghĩa của nước trên bàn thờ. Thưa quý vị, nói chung ấy, nước chính là cái ngọn nguồn của mọi sự sống trên cái thế gian này. Con người có thể thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng mà không thể nào thiếu được nước sạch. Nước là cái nguồn tài nguyên cần thiết nuôi dưỡng vạn vật. Thiếu nước thì con người và vạn vật sẽ chết. Như vậy thì cũng đủ biết là cái tầm quan trọng của nước như thế nào rồi. Đồng thời, cái đặc tính của nước là mãnh liệt, trong sạch, thanh cao. Nước có thể rửa sạch những thứ vấy bẩn và nó làm nó trở lên thuần khiết và sạch sẽ hơn. Vì vậy, gia chủ đặt cái hũ nước trên bàn thờ để ước nguyện cái lòng thanh tịnh, tâm được tĩnh lặng, yêu thương, đó, gửi gắm cái hy vọng sống được một đời được an nhiên. Vượt qua những cái cám dỗ của đời thường, có được cái sức mạnh của sự trong sạch và như nước đó. Thưa quý vị, đó là ý nghĩa của nước, gạo và muối. Vậy thì chúng ta có thể làm thế nào để làm được cái hũ tài lộc đựng ba cái hũ nước, gạo, muối đó đặt trên bàn thờ hay đặt ở vị trí nào thì sẽ được tốt lành và may mắn? Ngay sau đây thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách đặt ba hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ chuẩn nhất. Thưa quý vị, không gian thờ là nơi linh thiêng nên là gia chủ cần phải chú ý không nên tùy tiện đặt bất cứ cái vật gì lên trên bàn thờ, mà phải tìm hiểu thật kỹ, xem xét phải cẩn thận, vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái phong thủy của gia đình và khiến cho gia chủ gặp nhiều cái điều xui xẻo, không may mắn. Với cái tầm quan trọng của ba cái hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ ấy, thì cái việc sắp đặt của các hũ này cũng không thể tiến hành một cách tùy tiện được, không thể bạ đâu đặt đấy được, đúng không ạ? Cho dù không gian thờ tự có lớn hay là nhỏ, được sắp xếp ra sao ấy, thì gia chủ cũng phải nên chú ý với vị trí sắp xếp của ba cái hũ đựng nước, gạo, muối trên bàn thờ sao cho phải phù hợp và đúng với phong thủy nhất. Điều này nó không chỉ gây ảnh hưởng tới phong thủy của bàn thờ, mà hơn hết, khi đặt đúng vị trí theo phong thủy thì sẽ giúp ông bà tổ tiên nghe thấy được những lời nguyện cầu của con cháu của gia chủ, từ đó mà phù hộ độ trì cho cuộc sống của gia chủ được bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Vậy thì cách đặt ba hũ gạo, muối, nước trên bàn thờ như thế nào gọi là chuẩn phong thủy? Thứ nhất, vị trí đặt ba hũ gạo, muối, nước. Gia chủ có thể sắp xếp ba cái hũ gạo, muối, nước thành hàng ngang hoặc là thông thành hình tam giác. Theo thứ tự sắp xếp thì hũ ở chính giữa sẽ là nước và hai hũ hai bên sẽ là gạo và muối, đúng không ạ? Cái vị trí sắp đặt ba hũ gạo, muối, nước thì gia chủ nên đặt ở phía trước cái bát hương và phía sau cái mâm bầu, đó là trên bàn thờ gia tiên. Và mỗi chiếc thờ cách nhau một đoạn, tùy theo cái không gian mà quý vị sắp xếp làm sao cho nó hợp lý và không bị nó gò bó quá, đúng không ạ? Còn vị trí đặt ba hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ thì còn phụ thuộc vào cái không gian hẹp hay nhỏ, kích thước bàn thờ lớn hay bé của mỗi gia đình, đúng không? Và quan trọng là cái loại bàn thờ đó là loại bàn thờ gì mà có thể đặt các vị trí khác nhau. Cách đặt với từng loại bàn thờ này. Thứ nhất là đối với bàn thờ gia tiên. Thưa quý vị, bàn thờ gia tiên thì chúng ta đặt ba hũ nước, gạo, muối thành một cặp. Đôi khi cũng chỉ đặt một cặp gạo và muối thôi cũng được. Các bạn có thể đặt hai hoặc là ba hũ ở phía trước bát hương và phía sau mâm bầu. Nếu mà gia chủ thờ hai hũ ấy, thì một hũ đựng gạo và một hũ đựng muối, hoặc là một hũ đựng nước và một hũ đựng muối. Chúng được đặt ngay sau mâm ngũ quả và gì trước cái bát hương theo cái hàng ngang. Còn đối với bàn thờ thần tài thổ địa ấy, thì hũ gạo muối nước được đặt sau bát hương và nằm giữa ở hai thần ông thần tài thổ địa và bát hương ấy. Đó. Xếp theo hình tam giác, đúng không ạ? Quý vị có thể xếp theo hình tam giác hoặc là theo đường thẳng cũng được. Đối với bàn thờ Phật thì gia chủ chỉ cần gì đặt một hũ nước sạch hoặc là hai hũ ở hai bên để cho thanh tịnh là đủ. Còn đối với những nhà mà có không gian nhỏ hẹp hoặc là bàn thờ quá bé thì việc đặt ba hũ nước, gạo, muối sẽ chiếm nhiều cái diện tích, thì quý vị có thể đặt hũ muối và hũ gạo thôi cũng được. Đó là cách đặt hũ nước, gạo, muối để thâu thu cái tài lộc và may mắn. Thứ ba, chúng ta cùng xét về những cái lưu ý khi mà đặt
ba hũ nước gạo muối trên bàn thờ. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng là cái việc vô cùng quan trọng và linh thiêng. Nếu đã xác định thờ cúng tổ tiên, thần linh, thì gia chủ cần phải thành tâm. Vị trí đặt hũ gạo, muối nước trên bàn thờ đúng sẽ mang lại cái ý nghĩa linh thiêng. Do đó, khi đặt ba hũ gạo, muối nước trên bàn thờ, thì gia chủ cần phải lưu ý những cái vấn đề sau. Thứ nhất là tùy theo kích thước bàn thờ và cách bài trí cái đồ thờ cúng để gia chủ có thể chọn cách đặt hũ gạo, muối nước có kích thước phù hợp. Gia chủ nên lựa chọn các loại gạo ngon. Nếu ở quê thì lấy gạo mới chín đúng không ạ? Gạo mới gặt đấy. Và nước sạch, muối sạch để làm cái vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ. Chế thờ cũng phải được chọn một cách cẩn thận, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, hũ gạo, muối nước phải được dùng riêng, không dùng chung với các sản phẩm thờ cúng khác, hoặc là các sản phẩm dùng riêng trong gia đình. Nói chung ấy, khi làm vậy chúng ta mới giữ được cái tính linh thiêng và trang nghiêm trong việc thờ cúng. Quý vị cũng nên chọn cái chế thờ có thiết kế miệng nhỏ, bụng phình to, lại như trên màn hình ấy. Cái điều này nó mang ý nghĩa là gì? Như là hút cái tài lộc, mang lại may mắn cho gia đình. Thì cái hũ gạo muối nước nó chính là cái hũ tài lộc để thu hút cái tài lộc, thu hút cái may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó, quý vị cũng không chọn những chế thờ bị sứt mẻ, chất lượng kém. Như vậy sẽ rất dễ bị bể trong quá trình là thờ cúng và sẽ rất là xui. Đó. Bên cạnh đó thì cái hoa văn khi mà trang trí trên cái hũ gạo nước, gạo muối ấy, thì cũng phải gì? Thường là những hoa văn may mắn và đẹp mắt như là gì? Hoa mai này, hoặc là gì? Hoa sen này, hoặc là long phượng vân vân. 4. Khi nào nên thay mới ba hũ nước gạo muối? Thưa quý vị, chúng ta nên thay ba hũ nước gạo muối thường xuyên vì bàn thờ nói chung là rất dễ bị bẩn. Cái việc giữ sạch sẽ sẽ giúp cho gì? Gia chủ đem lại nhiều cái may mắn hơn cho gia đình. Khi thờ cúng cái vật phẩm gạo muối nước trên bàn thờ thì thời điểm thích hợp nhất để thay cái hũ mới là khoảng 2 đến 3 tuần hoặc 1 tháng. Đó. Quý vị lâu hơn thì có để 2 tháng nếu mà thời tiết bình thường, nóng ẩm đó. Còn đối với hũ gạo thì gia chủ có thể lấy gạo đổ vào cái thùng gạo để ăn, hoặc là gia chủ cũng có thể là gì? Đổ một nửa gạo vào muối, sau đó thì đổ thêm gạo vào, đổ thêm gạo muối mới vào. Đó. Tuyệt đối không được đổ hết đi, như vậy là sẽ mất hết tài lộc của gia tiên cho cháu hưởng. Đổ hết đi thì coi như là gì? Đổ hết tài lộc, may mắn. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách đặt ba hũ tài lộc nước gạo muối ở vị trí nào trên bàn thờ để có được cái sự may mắn bình an và mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.